Chào mừng các bác đã quay trở lại với chuyên mục CD yêu thích phần thứ 45 của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Trước khi bắt đầu thì em sẽ công bố kết quả của cái chương trình mini game đầu tuần này em đã lên sóng. Thì ba cái số cuối của tờ 500 đó là 813, và sau khi em đã lọc comment ở cái clip mà CD mới đầu tuần này thì em đã chọn ra được hai bác trúng giải, đó là anh Minh Đức Dương, anh có đoán đúng hai số cuối là 73 thì mình sẽ được tặng một CD 150 này, với cả một nick nữa là của anh để em xem lại nào, Trần Quốc Tuấn, anh có đoán trúng 873 luôn thì anh sẽ được tặng 3 CD luôn nhá. Thì hai bác mà cần chương trình gì hoặc là mình thích chương trình gì có thể nhắn qua Zalo giúp em. Mình chụp ảnh màn hình cái phần comment của mình và nhắn qua Zalo tên đĩa bác thích nữa để em gửi đĩa cho mình nhá. Cảm ơn mọi người đã tham gia cái mini game nhỏ này. Và chắc là mình sẽ hẹn gặp nhau vào thứ hai tuần sau, mình sẽ lại có một cái tờ tiền mới và mình đoán số series tiếp nhá. Trở lại với 6 cái chương trình đặc sắc nhất trong tuần này thì có vẻ như tuần này anh em đã bắt đầu mua những cái chương trình đĩa mà năm mới Giáng sinh rồi, cho nên là những cái album như là ABBA và Bon AM cũng đã được anh em đặt hàng khá là nhiều. Và cũng như tuần này có một cái nhân vật mới nữa mà anh em lại rất là thích, đó là Quang Dũng. Rất là nhiều chương trình hay Quang Dũng mới cập bến thì em sẽ quay lần lượt nhá. Chọn bộ 6 CD yêu thích của tuần này em sẽ tính tròn là 1 triệu miễn phí ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn. Ngoài ra các bác thì mua lẻ nhá. Đầu tiên sẽ là album Chiều Bên Giáo Đường, hòa âm của Duy Cường. Trong cái album này thì sẽ là những cái bản nhạc Giáng sinh về mùa đông rất là hay, và đặc biệt là qua nhiều những cái giọng ca trong nước được yêu mến. Ta có Ngọc Quy, Ngọc Mai, có Duy Quang, Diệu Hiền, hay là có cả Uyên Nguyên với những hai mùa Noel, Cho Nhau Mùa Đông từ giọng hát em, bài Thánh Ca Buồn, hay là Ave Maria và Chiều Bên Giáo Đường. Toàn bộ chương trình này được hòa âm bởi nhạc sĩ Duy Cường, âm thanh rất là nhẹ nhàng, bay bổng nhá. Và nó cũng rất là hợp với không khí của những ngày cuối năm như này. Chiều Bên Giáo Đường, đĩa chính hãng của Audio Space, anh đang giao là 250. Nhiều ca sĩ nhá hát những ca khúc về Giáng sinh. Album kế bên là một cái chương trình phô đúc lòng trắng chất lượng cao 250 của ABBA, ban nhạc pop Thụy Điển rất là đình đám của những thập niên 70-80 đây rồi. Và đương nhiên là những ngày không khí cuối năm này thì không thể bỏ qua những cái giai điệu Happy New Year đúng không? Ở trong này có cả Mamma Mia, có cả Honey Honey hay là Waterloo, Gimme Gimme và Super Trouble đều là những ca khúc mà ABBA rất là thành công rồi. 16 những bản hit của ABBA nằm trong album Happy New Year này nhá. Em đang giao là 150. Chọn bộ 6 CD yêu thích tuần này, bác nào mua đủ 6 đĩa em sẽ tính tròn 1 triệu và miễn phí ship tận nơi, tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn nhá. Thông thường là phải đơn 1,5 triệu em mới tặng cơ, nhưng mà với những bác nào mà mua đủ bộ như này thì em sẽ có những khuyến mại nhỏ nhỏ như vậy. Album kế bên là Bon AM Got To Go Home, cái phiên bản từ thu âm 578. Bon AM hiện tại em đang có hai bản nhá, 578 với 579. 79 nó sẽ ít bài hơn, nhưng mà 78 thì nó lại có cả những cái bài mà chủ đề kiểu holiday ấy, chủ đề về mùa đông cũng như là về năm mới rất là hay. Ta có Hooray Hooray It's a Holiday này, có Merry Boy Child này, có Daddy Cool và còn nhiều những cái bản hit khác của Bon AM. Thì đây là một cái chương trình mà tổng hợp khá là nhiều những cái bản hay. Em đang giao là 150 nhá. Các bác xem qua kiểu phôi nhá. Vào tuần này thì em cũng đã lên sóng một clip tổng hợp những album hay nhất của Quang Dũng, cho nên là anh em cũng hỏi mua chương trình của Quang Dũng khá là nhiều. Thực sự là giọng nam rất là trầm ấm lãng tử đúng không nào. Hiện tại thì các bác đang được nghe thử một cái bài ở trong cái đĩa này nhá, Tình Ca Phố. Em đang bật cho cả nhà nghe cái bản Không Còn Mùa Thu đấy ạ. Trước đây thì em nghe phiên bản nữ là có Ý Lan hát ca khúc này rất là hay, nhưng mà nghe phiên bản nam thì chắc là em thấy Quang Dũng là hợp nhất luôn. Tình Ca Phố, Đêm Say, Hoa Tím Ngoài Sân, hay là Bình Yên, Xin Lỗi, Bài Không Tên Số 8 và Vì Đó Là Em, Dù Ta Ngậm Ngùi. Chương trình hát theo phong cách acoustic nhá. Đặc biệt là album được thu âm mới hoàn toàn năm 2021, chứ không phải là những cái chương trình cũ của Quang Dũng nhá. Các bác xem qua kiểu phôi, em đang giao là 150. Album kế bên của Quang Dũng là Anh Còn Nợ Em. Trong này thì Quang Dũng sẽ thể hiện những cái sáng tác của Bảo Trấn, của anh Bằng Việt Anh, hay là Diệu Hương và Vũ Thiện Thanh, như là Rồi Đã Giấu Yêu, Phép Lạ này, Anh Còn Nợ Em, Phía Nào Đến Chân Trời, Như Đang Nằm Mê, Giấc Mơ Mùa Thu, Giấc Mơ Ngày Xưa và Cơn Mưa Hoang Đường. Anh Còn Nợ em đang giao cũng là 150. Ngoài ra bác nào mà muốn tham khảo đủ bộ 18 album của Quang Dũng hiện đang có tại shop thì có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi anh thêm cho mình chọn nhá. Rất là nhiều chương trình hay của Quang Dũng luôn.
Và nhắc đến Quang Dũng thì cũng không thể bỏ qua những cái nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đúng không nào? Đây là cái dòng nhạc mà có thể nói là Quang Dũng hát thành công nhất luôn. Tình khúc Trịnh Công Sơn Quang Dũng chọn lọc tập 72. Tuổi đá buồn này, hạ trắng, du tình, biển nhớ, rồi thì xin mặt trời ngủ yên, cho đời chút ơn, dấu chân địa đàng. Quang Dũng tuyển tập 12 Trịnh khúc Trịnh Công Sơn, em đang giao cũng là 150. Và em xin nhắc lại nhá, chọn bộ 6 đĩa ngày hôm nay trong combo CD yêu thích phần thứ 45 em đang giao là 1 triệu tròn, miễn phí ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy thích. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo giúp em 0912 906 897. Mình chỉ cần nhắn đúng cái tên đĩa, tên album hoặc là chụp ảnh màn hình cái đĩa mình đang xem là được nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở trong cái tuần tới với cái số CD mới đầu tuần trong tối thứ hai nhá. Em nghĩ là tối thứ hai tuần sau thì em sẽ tăng cái lượng comment lên. Bây giờ mỗi bác không chỉ cần comment là tối đa là 5 bình luận nhá, thì tăng cái cơ hội để các bác trúng giải. Vì hôm tuần này em thấy là có mỗi hai bác trúng giải thôi, thì em mong là sẽ có nhiều bác trúng giải hơn trong tuần tới. Thì trong thứ hai tuần sau thì em sẽ cố gắng là tăng cái lượng comment lên là mỗi người được bình luận 5 lần nhá. Chỉ cần bình luận đúng 3 số cuối thôi là mình sẽ được tặng 3 CD trị giá 450, hoặc là chỉ cần đoán trúng 2 số là mình sẽ được nhận một CD trị giá 150 nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ xin phép chào tạm biệt cũng như là chúc các bác hai ngày cuối tuần thật là vui vẻ.